thiết thực chăm lo cho người có công, các đối tượng bảo trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang là cơ quan chủ trì phối hợp các sở ban ngành tỉnh đã triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện trợ cấp Tết đảm bảo đầy đủ theo quy định. Các nội dung thăm hỏi, chăm lo dịp Tết được thực hiện đồng loạt, tiết kiệm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước một cách ấm áp và nghĩa tình. Các ban ngành địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, triển khai đúng đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đồng thời chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang còn hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, chuẩn bị quà bánh, đảm bảo chất lượng phần ăn phù hợp với hương vị Tết cổ truyền. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Giang Ly thông tin. Toàn tỉnh An Giang có gần 128.500 người thụ hưởng trợ cấp Tết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó có trên 32.000 người có công với cách mạng và gia đình, thân nhân, trên 16.000 người thuộc diện bảo hiểm xã hội và trên 80.500 người diện bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí trao tặng quà hỗ trợ gần 100 tỷ đồng, đồng thời trợ cấp Tết của Chủ tịch nước cho 12.483 người có công với cách mạng với kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách của tỉnh An Giang, nguồn dự trữ quốc gia và kinh phí vận động của địa phương, toàn tỉnh đã trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội trên 60,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 5.781 trẻ em được thăm tặng quà Tết, tổng kinh phí trên 953 triệu đồng. Nhân dân vui Tết Nguyên đán đúng với tinh thần mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt là người nghèo, đối tượng yếu thế, người lao động đang gặp khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn rất ý nghĩa của dân tộc.